Nga chỉ dùng tới một nửa sức mạnh. Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng dành một phần thời gian ở cuối chương trình để phân tích những gì vừa xảy ra ở Trung Đông ngày hôm qua. Nhưng trước hết sẽ là các tin tức đến từ chiến trường Ukraine và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Phòng ngự sụp đổ, phản công không giúp ích được gì, mặt trận sắp đột phá. Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ cho biết, Nga đang tiến hành ít nhất 3 chiến dịch ở cấp độ chiến thuật không mang tính bổ sung nhưng cho phép họ đạt được những lợi ích trong khu vực mà họ đã chọn. Trong đó, việc Nga tăng cường nỗ lực chiếm giữ Trà sẽ mở đầu chuỗi tấn công vào các thành phố tiếp theo. Các thành phố vốn tạo thành một vành đai phòng thủ quan trọng của Ukraine ở khu vực Donetsk. Chúng bao gồm Slavyan, Krasmatov, Dukovka và Konstantinovka. Báo cáo cho biết thêm rằng quân đội Ukraine đang phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt đáng kể cả đạn pháo và hệ thống phòng không, vốn là những thành phần quan trọng trong hệ thống phòng thủ của chính họ. Trong khi đó, điều kiện chiến đấu của quân đội Nga đang ngày một cải thiện bởi vì thời tiết thuận lợi. Diễn biến chiến trường cho thấy Nga đã tiến tới Chasovya từ hướng Ivanovsky và đang tấn công theo tiểu khu Kana. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine tướng Sitsky vào hôm 14 tháng 4 cho biết rằng, giới lãnh đạo quân sự Nga đã đặt mục tiêu là chiếm được Chasovya trước ngày 9 tháng 5. Tướng Sitsky viết trên Facebook rằng, Nga đang tập trung nỗ lực xuyên thủng hàng phòng ngự của lực lượng vũ trang Ukraine ở phía tây Bắc Mút, tiếp cận kênh Svetsky, Donetsk, Donbass, chiếm khu vực định cư Chasovya và tạo điều kiện để tiến sâu hơn vào thị trấn chiến lược Krasmatov. Trước đó một ngày, tức là vào ngày 13 tháng 4, tướng Sitsky đã thông báo trên Telegram rằng Tình hình ở mặt trận miền đông Ukraine đã xấu đi đáng kể trong những ngày gần đây, do quân Nga tăng cường hoạt động từ sau cuộc bầu cử Tổng thống Nga vào tháng 3. Không rõ là bao lâu nữa thì Nga chiếm được cho vì đây cũng là một thành trì rất kiên cố và là trung tâm phòng thủ của Ukraine ở phía bắc vùng Donetsk. Do đó, Kiev sẽ không dễ dàng buông bỏ thị trấn này, cho dù họ đang phải vất vả khó khăn để có thể chống trả. Về phía Nga, Giới bình luận của họ hy vọng rằng lực lượng của mình sẽ chiếm được Chasovja nhanh hơn ở Bakhmut, Adipka và Novo Mikhailuka. Còn ở mặt trận phía nam Zaporozhye, Nga đang chuẩn bị bao vây Robotine, chủ động tấn công từ Vebove. Về về. Trong hơn một tháng qua, Nga đã tiến về phía tây và nam của Vebove. Về về. Nếu điều tương tự xảy ra ở phía đông, thì quân phòng thủ Ukraine tại ngôi làng này sẽ lâm vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Có thể nói, song song với sự tiến công của quân Nga dọc theo mặt trận, các thành phố của Ukraine và đặc biệt là cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này đã bị phá hủy nghiêm trọng bởi các hoạt động không kích của Nga trong nhiều ngày và nhiều tuần qua. Nó dẫn đến tình trạng mất điện trên diện rộng trên khắp đất nước. Bộ Quốc phòng Nga cho biết vào hôm thứ Sáu, quân đội Nga đã thực hiện 48 cuộc tấn công chính xác vào các cơ sở năng lượng công nghiệp quân sự của Ukraine, các khu vực triển khai của quân đội lính đánh thuê trong tuần qua. Tất cả những diễn biến này đang khiến cho phương Tây cực kỳ lo lắng. Họ nhận định rằng cuộc xung đột quân sự hiện tại đang đến gần một bước ngoặt có lợi cho Moscow và trong điều kiện như thế thì Kiev có thể sẽ tiếp tục mất thêm lãnh thổ. Tập Bloomberg vào hôm 12 tháng 4 nhận định rằng Ukraine đang ở thế dễ bị tổn thương nhất trong 2 năm đối đầu quân sự. Rất có thể phòng tuyến sẽ sụp đổ khi mà phản công không giúp ích được gì, thậm chí còn gây tổn thất nặng thêm cho phía Ukraine. Nga chỉ sử dụng một nửa sức mạnh thử nghiệm vũ khí nguy hiểm ngay gần Kiev. Sự khốc liệt trên chiến trường khiến cho phần lớn người dân Ukraine không còn tha thiết muốn chiến đấu nữa. Truyền thông phương Tây và Ukraine xác nhận rằng rất ít người tình nguyện đăng ký nghĩa vụ quân sự bởi vì không ai muốn trở thành bia đỡ đạn trên chiến trường. Tờ New York Times nhấn mạnh rằng luật huy động mới sẽ quét sạch cả một thế hệ trẻ bởi vì còn rất ít nam thanh niên Ukraine còn ở độ tuổi chiến đấu. Tờ Kiev Post thì đã trích dẫn biểu đồ cho thấy những người đàn ông khỏe mạnh dưới 30 tuổi là trụ cột của hầu hết các lực lượng vũ trang Ukraine đang chiếm tỷ lệ thấp nhất trong lịch sử chiến tranh hiện đại của đất nước này. Do cuộc suy thoái kinh tế vào năm 1990, tỷ lệ sinh giảm mạnh và tiếp tục suy giảm trong hơn 10 năm sau đó. Kết quả là ngày nay thì số lượng nam giới 40 tuổi của Ukraine đã nhiều gấp đôi số lượng nam giới 20 tuổi. Bất chấp điều này, Tổng thống Zelensky vẫn cam kết với phương Tây rằng họ sẽ tiến hành một cuộc phản công vào năm 2025 nếu như Mỹ và các đồng minh tiếp tục viện trợ cho họ. Nhưng mà có vẻ như là phương Tây cũng đang mệt mỏi và trong thông báo hàng đêm mới nhất của Tổng thống Zelensky, ông thừa nhận tình hình ở mặt trận đặc biệt là các hướng ở Danes đang trở nên khó khăn hơn. Như chúng tôi đã từng đưa tin trước đây, tờ Defense Express của Ukraine cho biết rằng Nga đã dùng một loại tên lửa mới để tấn công nhà máy nhiệt điện Tripilia vào đêm ngày 11 tháng 4. Loại vũ khí này có số hiệu là KH-69. Đến nay, vũ khí này vẫn là một ẩn đố đối với cộng đồng quốc tế, bởi vì tính năng kỹ chiến thuật của nó chưa hề được tiết lộ. Newsweek vào hôm 13 tháng 4 trích dẫn tờ Defense Express viết rằng, mặc dù không nhanh bằng tên lửa đạn đạo siêu thanh KH-47M2 Kinzo, nhưng xét về những hậu quả nó để lại thì nó nguy hiểm hơn. KH-69 là tên lửa hành trình cận âm do Nga chế tạo để trang bị cho máy bay chiến thuật. Nó có thể được phóng từ tiêm kích Su-34 và Su-35, thậm chí là cả Su-57. Những dữ liệu hạn chế về tên lửa KH-69 cho biết, vũ khí này có tầm bắn khoảng 290 km, nhưng trên thực tế thì nó có thể lên tới 400 km. Trọng lượng của đầu đạn được cho là nặng khoảng 310 kg. KH-69 sử dụng hệ thống dẫn đường vệ tinh và anten chống nhiễu Cometa M tương tự như là hệ thống được lắp trên tên lửa hành trình KH-101. Tương tự như là hệ thống được lắp trên tên lửa hành trình KH-101. Một trong những tính năng nổi bật của KH-69 đó là khả năng bay ở độ cao rất thấp, chỉ 20 mét, thậm chí là thấp hơn cả KH-101. The Defense Express cho biết rằng các tên lửa KH-69 mà Nga sử dụng dường như mới chỉ là bản thử nghiệm, chưa đi vào sản xuất hàng loạt, cho nên hiện chưa rõ là Nga có bao nhiêu tên lửa loại này. Chiến thuật tấn công hỗn hợp với tên lửa và UAV của Nga không chỉ làm dối trí hệ thống phòng thủ của Ukraine, mà còn có độ chính xác ngày càng cao. Lúc đầu, tên lửa của Nga có thể bắn trượt hàng chục mét, nhưng mà bây giờ đây, mọi thứ đều nằm trong phạm vi từ 1 đến 3 mét. Những ngày qua, thì việc lực lượng hàng không Ukraine bất lực trước các đòn tấn công kết hợp của tên lửa và UAV cho thấy rằng Kiev cũng đã tổn thất khá nhiều hệ thống phòng không trong 6 tháng cho đến một năm vừa qua. Rất nhiều trong số đó là Patriot, NASAM, IRIS-T. Ngày hôm nay, Nga tiếp tục công bố cảnh quay cho thấy hệ thống phòng không IRIS-T của Đức cùng với bệ phóng trạm radar gần đó đều đã bị phá hủy. Một khẩu pháo M777 của Mỹ cũng đã bị tiêu diệt bằng một đòn đánh trực diện. Người Nga đang áp dụng chiến thuật gây áp lực phân tán, họ sử dụng tối đa từ 10 đến 12 tên lửa cùng lúc vượt qua hệ thống Patriot và các hệ thống phòng không khác để tấn công vào các nhà máy điện. CNN vào hôm 14 tháng 4 cho biết lý do dẫn đến việc kiev thất bại trong việc bảo vệ các cơ sở năng lượng đó là do sau mùa đông thì ukraine đã chuyển một phần lực lượng phòng không từ hậu phương ra tiền tuyến và điều này cho phép nga tiến hành một cuộc tấn công lớn vào các nhà máy điện nhưng mà bên cạnh đó thì việc nga gia tăng đánh phá các cơ sở hạ tầng năng lượng lại đang buộc chính quyền tổng thống zelensky phải điều chuyển hệ thống phòng không ở tiền tuyến quay về để bảo vệ các cơ sở năng lượng do đó, Moscow càng dễ dàng thả bom xuống để tiêu diệt các vị trí phòng thủ của Ukraine ở khu vực giao tranh. Có thể nói rằng Điện Kremlin đang dồn ép Kiev vào một vòng luẩn quẩn khi mà tài sản phòng không vốn đã ít ỏi lại còn phải san sẻ ra cho cả tiền tuyến lẫn hậu phương. Phương Tây thì đang xôn xao về các hướng tấn công của Nga trong mùa xuân hè này. The Financial Times nhận định rằng vào mùa hè, Nga có thể sẽ tấn công theo bốn hướng cùng một lúc, có thể tấn công vào Kharkov. Lukan, Danes, và Kherson. Nhưng mà như chúng tôi đã phân tích trong các video trước, nhiều khả năng là Nga không tấn công vào Kharkov, hướng Polkov và Zaporozhye có vẻ khả thi hơn nhiều. BBC thì cho biết, Ukraine có thể phải đối mặt với thất bại vào năm 2024 nếu như Điện Kremlin muốn chứng tỏ sức mạnh của mình. Mục tiêu chiến lược của Nga trong năm nay có thể không còn là vấn đề lãnh thổ nữa. Bất kỳ một cuộc tấn công nào cũng chỉ đơn giản là một nỗ lực nhằm đè bẹp tinh thần của Ukraine và chứng minh với phương Tây rằng kỳ vọng vào chiến thắng của Ukraine là hoàn toàn vô vọng. Câu hỏi đặt ra lúc này là ông Zelensky sẽ làm gì để đối phó với cuộc tấn công mới của Nga ngoài việc tăng cường huy động. Lòng quân đang càng ngày càng trở nên bất mãn, không chỉ với những người lính mới bị huy động cưỡng bức, mà còn với những người lính cũ đã bị chính quyền từ chối cho xuất ngũ sau 3 năm chiến tranh. Phó Chủ tịch Đảng Người Hầu của Nhân dân, Slavsky nói rằng chúng tôi không thể nói về bất kỳ hoạt động xuất ngũ nào cho đến khi chiến tranh kết thúc. Chúng ta chỉ có thể nói về những lý do để bổ sung quân. Nó có nghĩa là đối với những người lính đang chiến đấu thì họ sẽ không có chuyện được xuất ngũ. Họ sẽ phải chiến đấu đến chết. Với những viễn cảnh như vậy, chúng ta có thể hình dung được tâm trạng của binh sĩ Ukraine trong những tháng tới sẽ ra sao. Kênh Zerada trích dẫn lời của chỉ huy một trung đội trinh sát thuộc tiểu đoàn Melitopol, Cho, có biệt danh là Pancho như sau. Hậu phương đã phản bội chúng tôi. Không có người thay thế chúng tôi, không có ai đến các cơ quan đăng ký quân sự và nhập ngũ, không có hàng dài đợi đăng ký, trang thiết bị thiếu thốn, chúng ta đang được nghe truyền thông nói rằng cả nước mong đợi chúng ta chiến thắng người Nga, nhưng tôi không nhìn thấy gì cả. Và tiếp theo đây, chúng ta hãy cùng chuyển sang các tin tức tại Trung Đông. Ai đang chiến thắng, Israel hay Iran? Cuối cùng thì Iran đã tấn công trả đũa vào tối thứ Bảy ngày 13 tháng 4 bằng cách phóng một loạt các máy bay không người lái và tên lửa nhắm vào các mục tiêu quân sự ở Israel. Ngay sau đó, Iran tuyên bố rằng hành động trả đũa đã kết thúc, tức là sẽ không còn đòn tấn công nào nữa. Về phía Mỹ, Tổng thống Biden đã lập tức tuyên bố quân đội Mỹ đã giúp Israel hạ gục gần như toàn bộ các máy bay không người lái và tên lửa đang bay tới. Trong khi đó, thì trang tin độc lập của Israel cho biết 99% mục tiêu đều đã bị bắn hạ. Trước khi đi sâu vào phân tích tuyên bố chiến thắng của cả hai bên, cần phải lưu ý rằng cuộc tấn công của Iran vào tối 13 tháng 4 này là chưa từng có trong lịch sử vì một số lý do sau. Thứ nhất, đây là cuộc tấn công đầu tiên của Iran vào lãnh thổ Israel bằng tên lửa và UAV, một cách trực tiếp được phóng từ chính lãnh thổ của họ, thay vì sử dụng các lực lượng ủy nhiệm từ Iraq, Syria, Liban và Yemen. Chỉ riêng dữ kiện này thôi cũng thấy đây là một cột mốc quan trọng mang tính bước ngoặt mở ra mọi loại tiềm năng cho các cuộc leo thang sắp tới. Thứ hai, đây là một trong những cuộc đối đầu kiểu ngang hàng tiên tiến nhất trong hai thập kỷ gần đây. Ở Ukraine thì chúng ta đã được chứng kiến cuộc xung đột ngang hàng thực sự hiện đại đầu tiên giữa Nga và NATO, với những cảnh tượng chưa từng có trước đây khi tên lửa Storm Shadow tối tân của NATO bay tới Crimea. Cùng lúc đó thì tên lửa Kalib tiên tiến của Nga bay theo hướng ngược lại nhắm vào Kiev. Trước đây chúng ta đã từng quen với việc chứng kiến NATO tấn công các đối thủ yếu hơn, không có vũ khí tinh vi để đáp trả. Còn lần này thì hoàn toàn khác. Đêm qua thì Iran còn làm một việc nguy hiểm hơn nữa. Bởi vì ngay cả Nga với những đòn tấn công cũng chỉ diễn ra giữa Nga với một nước láng giềng là Ukraine, vốn nằm ngay sát biên giới. Nhưng Iran thì lại tấn công Israel bằng các tên lửa hiện đại trên một khoảng cách địa lý rộng lớn hơn, gần 2.000 km, bao gồm nhiều quốc gia và múi giờ khác nhau. Mặc dù Israel không phải là thành viên của NATO, nhưng họ lại là một đồng minh cực kỳ quan trọng của Mỹ và NATO. Họ nhận được đầy đủ các loại hỗ trợ từ các gói vay lớn lãi suất thấp, được ưu tiên viện trợ các loại thiết bị quân sự, sở hữu kho vũ khí Mỹ không khác gì một căn cứ của họ. Thêm một lưu ý nữa là, một cuộc tấn công của Iran vào đêm 13 tháng 4 nói chung là mô phỏng theo mô hình tấn công phức tạp của Nga đang tiến hành ở Ukraine. Nó bao gồm 3 lớp tấn công được sắp xếp có trật tự, trong đó 300 chiếc UAV có tốc độ chậm nhất được phóng trước, tiếp theo là tên lửa hành trình và cuối cùng mới là tên lửa đạn đạo với tốc độ bay nhanh nhất. Chính quyền ông Biden đã huy động một liên minh lớn để bắn hạ các mối đe dọa từ Iran, bao gồm hệ thống phòng thủ của Mỹ, Vương quốc Anh, Pháp và gây tranh cãi nhất đó là Jordan, khi mà nước này đã cho phép đồng minh sử dụng không phận của mình, thậm chí là còn tham gia vào các vụ bắn hạ những mục tiêu của Iran. Hiện tại thì một số cuộc tranh luận đang nổ ra trên mạng xã hội về việc Phản ứng trả đũa của Iran có phải chỉ là để giữ thể diện sau vụ lãnh sự quán của họ ở Syria bị tấn công hay không? Thậm chí, có ngớ ngẩn hay không khi chính quyền Iran ngay trước cuộc tấn công đã gửi điện thông báo kế hoạch của mình cho đối phương? Phái đoàn thường trực của Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Liên hợp quốc trước đó đã cảnh báo trên X rằng, họ sẽ buộc phải trả đũa hành vi tấn công lãnh sự quán Iran tại Syria của Israel. Vì lý do đó, Giới quan sát cho rằng việc thông báo trước quyết định trả đũa là nhằm mục đích ngầm giúp cho Tel Aviv và các đồng minh có đủ thời gian ngăn chặn các tên lửa phóng tới lãnh thổ Israel. Mặc dù vậy, có một số chuyên gia nhận định rằng phản ứng của Iran là không hề ngớ ngẩn. Xét cho cùng đây là một lần đầu tiên Iran tấn công Israel từ lãnh thổ của mình. Tác động tâm lý của việc này là không hề nhỏ. Do đó, mục đích của họ có thể chỉ là để báo hiệu những gì mà Tehran có khả năng thực hiện với quy mô lớn hơn trong trường hợp xảy ra một hành động khiêu khích khác. Vì vậy, cuộc tấn công vào hôm 13 tháng 4 có vẻ chỉ mang tính răn đe hơn là cố ý gây ra thiệt hại quân sự đáng kể cho kẻ thù. Có nghĩa là Iran chỉ đang cố gắng để thể hiện một biểu dương bằng vũ lực nhằm mục đích cảnh báo đối với Israel, tạo ra sự răn đe trước những hành động leo thang của Israel trong tương lai. Và rằng, bất cứ khi nào Israel tấn công Iran thì nước này cũng có thể trực tiếp đáp trả từ lãnh thổ của họ. Một điểm nguy hiểm nữa đó là Dường như Iran đã có bước đột phá trong việc thiết lập các cột mốc mới cho công nghệ tên lửa và chiến tranh hiện đại, trong đó là khả năng vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến nhất của phương Tây. Bất chấp Mỹ và các đồng minh đã đánh chặn hầu hết các mục tiêu, nhưng mà một số tên lửa của Iran vẫn xuyên thủng mọi lá chắn. Những lớp phòng thủ này bao gồm có Tat, Patriot, David Sling, Aero-3, SM-3, Iron Dome và thậm chí là Sea từ tàu hộ tống của Israel. Đó là còn chưa kể đến các loại máy bay như là máy bay siêu âm A2, F-35, Storm, Eurofighter và có thể còn nhiều hơn thế nữa. The Times of Israel dẫn nguồn tin từ lực lượng phòng vệ nước này cho biết các tên lửa đã vượt qua hệ thống phòng không của Israel. Chúng đã tấn công vào căn cứ không quân Nevatim ở miền nam Israel, gây thiệt hại nhỏ cho cơ sở hạ tầng. Điều này đã gửi đi một tín hiệu rằng Iran hiện thực sự có khả năng tấn công bất kỳ một mục tiêu nào có giá trị cao của phương Tây trên toàn khu vực Trung Đông trong vòng bán kính từ 2.000 đến 4.000 km. Hơn nữa, UAV thì rẻ hơn nhiều so với tên lửa phòng không của phương Tây. Theo tướng Israel Ram Aminat, thì Israel đã chi khoảng 1,3 tỷ USD để đẩy lùi cuộc tấn công này, trong khi Iran chỉ mất chưa tới 1 phần 10 số tiền đó để tấn công. Nếu đúng như vậy, thì Israel chắc chắn không có đủ phương tiện để chống đỡ cho một cuộc xung đột kéo dài mà không có sự giúp đỡ của Mỹ. Do đó, nhiều khả năng là chính quyền ông Biden đã nhận ra tín hiệu và hiểu rõ rằng Iran có thể làm điều tồi tệ hơn nhiều nếu họ muốn. Tờ Axios đưa tin rằng Tổng thống Biden đã nói với Thủ tướng Netanyahu về việc Mỹ sẽ không tham gia vào các hoạt động tấn công chống lại Iran nếu như Israel muốn trả đũa. Bởi vì cuộc tấn công của Iran dường như chỉ gây ra thương vong và thiệt hại ở mức độ tối thiểu. Israel nên chấp nhận hậu quả. Có thể nói rằng, hành động lần này của Iran có ảnh hưởng rất ít đến các mục tiêu quân sự của Israel nhưng tác động tâm lý thì là rất đáng kể, vì nó khiến cho người dân Israel chết lặng khi chứng kiến một bầy UAV và khoảng 30 tên lửa hành trình từ Iran bắn tới Israel. Những ngày tới sẽ là rất quan trọng bởi vì không rõ là Thủ tướng Netanyahu sẽ nghe theo lời Tổng thống Biden hay không. Nếu như Israel không trả đũa thì Iran được cho là đã đạt được một chiến thắng, chiến lược. Tuy nhiên, nếu như Israel trả đũa thì điều đó có nghĩa là khả năng răn đe của Iran vẫn chưa được thuyết phục trong trường hợp như vậy israel cũng có thể gửi đi một thông báo trước về cuộc tấn công của họ vào bên trong lãnh thổ đối phương với mục đích là kiểm soát leo thang giống như là iran đã từng làm để giữ thể diện nếu như vậy thì đây sẽ là một tình huống leo thang có chủ ý và có kiểm soát ai cũng hiểu rằng một cuộc chiến bùng nổ ở trung đông sẽ kéo theo quá nhiều bất ổn và hệ lụy cho tình hình an ninh và kinh tế của thế giới đặc biệt là khi nga có thể đứng về phía iran để trả đũa một khi nato can dự quá nhiều vào cuộc chiến tại ukraine Điều mà Mỹ và NATO lo ngại nhất chính là Nga sẽ chuyển giao cho Iran các công nghệ sản xuất vũ khí hạt nhân. Cho nên, không có gì đáng ngạc nhiên khi mà ông Donald Trump tiếp tục cảnh báo rằng nếu ông làm tổng thống thì Israel sẽ không bao giờ bị tấn công và ông cũng không bao giờ cho phép Iran tấn công Israel. Bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.